Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đã đến thăm chúc Tết người dân làng Vân sinh sống tại tổ dân phố số 9, phường Hòa Hiệp Nam và một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tại tổ dân phố số 9, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng đến người dân tại đây. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2021, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu kép nhất là phòng chống Covid-19. Kết quả đó thó phần đóng góp rất lớn của người dân thành phố nói chung và tổ dân phố số 9 nói riêng. Hiện thành phố đã có nhiều chính sách để chăm lo cho người dân đón Tết cổ truyền đầm ấm an vui. Đến thăm gia đình thương binh 1 trên 4 Nguyễn Lai và bệnh binh 1 trên 3 Nguyễn Văn Trượng, cùng trú tại phường Hòa Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc hai gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết đầm ấm. Đồng thời, mong muốn thương binh 1 trên 4 Nguyễn Lai và bệnh binh 1 trên 3 Nguyễn Văn Trượng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.